đây nhé. Nếu em đã theo anh về, tình người quê càng thân nhỏ. Ngạt ngào mùi lúa vàng thơm, dậy hương với ngàn xưa sâu. Dòng họ lời hát hòa lên, ta thiết như đang chờ. Xin chào tất cả các bác đang theo dõi video này của em. Bác nào yêu thích những chiếc đài radio cassette cổ ngày xưa thì nhớ bấm nút đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi em đăng hàng lên. Hôm nay thì em giới thiệu tới các bác một cái đài rất đẹp và hiếm của Hitachi, hàng nội địa Japan. Hàng này sản xuất chỉ sử dụng trong thị trường nội địa, cho nên là các phím chức năng của nó đều bằng tiếng Nhật. Máy được sản xuất từ những năm 1980 và có 3 màu: màu đen, màu xanh và màu đỏ. Trong đó màu xanh và màu đỏ là hàng hiếm nhất. Máy chơi cassette tiếng cực kỳ là trong trẻo. Cái này bác nào thích chơi nhạc trước 75 thì lại càng hay. Kích thước máy cũng là nhỏ gọn, với chiều ngang là 45cm và cao là 13. Các bác có thể để đầu giường hoặc là bày biện các vị trí ở trong nhà cũng rất là tiện. Loa này là loa toàn giải 8cm với hai loa, có chế độ chỉnh stereo và mono riêng biệt. Đặc biệt là loa này các bác mở to thì cũng không bị vỡ tiếng. Em sẽ giới thiệu các phím chức năng này cho các bác về dễ sử dụng. Với phím ngoài cùng đây là phím volume to nhỏ và phím chỉnh tông nhạc sáng tối, hay còn gọi là chỉnh bát chép. Khi các bác vặn xuôi kim đồng hồ thì tông nhạc nó sẽ thiên về dải chép, và vặn ngược lại kim đồng hồ thì nó sẽ thiên về dải bát. Tiếp đến cái cần gạt ngoài đây là chỉnh chuyển các chế độ radio và băng cassette. Ở đây thì em đang để cần gạt chỉnh chạy băng cassette. Nghe radio thì các bác gạt qua phải. Ở đây em đang mở FM. FM của đài này thì full 108MHz. Ngoài ra thì nó có cần gạt chỉnh ở đây, với chỉnh AM, FM và TV. Riêng giải TV thì chỉ sử dụng được ở bên thị trường Nhật thôi. Còn ở Việt Nam mình thì giải sử dụng giải AM và FM. FM bắt rất là tốt. Tôi thì quý vị hãy gửi thư về địa chỉ email mẹ và con gái fm999@gmail.com hay là Facebook mẹ và con gái fm999 quý vị nhé. Và hai cái cần gạt ở giữa đây thì là chỉnh về chế độ thâu băng và chỉnh nghe chế độ âm thanh stereo và mono. Dò FM thì các bác dò bằng phím ngoài cùng đây. Còn các chức năng nghe băng thì nó có các ký hiệu rất là quen thuộc đây rồi. Các bác đã biết hết. Ở bên hông của đài thì nó có cái lỗ mic và lỗ tai nghe. Lỗ mic này thì các bác có thể cắm jack 3.5 để mình kết nối nghe nhạc từ điện thoại. Khi các bác cắm vào đây, mình chuyển qua chế độ chạy băng và bấm play băng. Sau đó mình mở nhạc trên điện thoại là tín hiệu sẽ cấp vào cái đài này. Ở dưới đây là lỗ tai nghe và dưới cùng đây là cổng nguồn 9V. Chiếc đài sử dụng điện nguồn 9V với chiếc sạc riêng. Chiếc cổng sạc này thì các bác cắm vào điện nhà mình. Điện auto từ 110 tới 220V. Chuyển qua đây là điện 9V. Ok, để bây giờ em sẽ test luôn cái cửa băng số 2 này bằng đoạn nhạc trước 75 cho các bác nghe thử.
Các bác đeo tai nghe vào thì có thể cảm nhận được cái đài này nó chơi nhạc cassette tiếng rất là khác biệt. Hàng nội địa Japan của Hitachi nó vẫn chất, tuy giá có hơn cao. Các bác nhớ đeo tai nghe để thấy được con này nó chơi cassette tiếng rất ấn tượng và khác biệt với những máy Sony em hay đăng, đặc biệt là chơi nhạc trước 75. Hàng nội địa Japan của Hitachi thì nó vẫn chất, tuy giá có cao hơn loại khác cùng kích thước do các chi phí vận chuyển về Việt Nam, nhưng mà chất lượng thì rất là ok. Hình thức chiếc này thì em tuyển được thì còn đẹp trên 80%, vừa nghe hay vừa bày đẹp, nhất là màu đỏ này rất là nổi bật. Mọi thông tin chi tiết về mua hàng thì các bác nhớ liên hệ với em theo số điện thoại trên bảng tên. Địa chỉ của nhà em thì đang hiển thị dưới màn hình. Với các bác ở gần thì có thể qua xem hàng, mua hàng trực tiếp. Ở xa thì em sẽ ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.